Xin chào quý vị, Lâm Hoàng Phượng đây. Hôm nay Lâm Hoàng Phượng sẽ hướng dẫn quý vị nào đi mua nhà lần đầu tiên mà vừa ở được và vừa đầu tư, vừa làm ra tiền. Lâm Hoàng Phượng muốn nói đây không phải là mua nhà xong rồi mình mở cái business làm tại nhà để làm ra tiền nha quý vị, mà là invest dạng primary residential. Thay vì quý vị đi mua nhà single family, có nghĩa là mua một căn thôi để mà ở, thì hiện nay giá trung bình ở Denver Metro District là 450 cho đến 500. Đây là những cái khu Aurora, Denver, Lakewood, Littleton, Thornton, Avada, thì những khu nằm cái vòng tròn của cái Metro Denver, giá trung bình cũng 450 đến 500. Đó là những nhà mà coi được dọn vô ở liền. 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm thì lucky lắm thì mình được 4 phòng ngủ, 3 phòng tắm. Thì đó là giá trung bình. Thay vì quý vị mua một căn nhà như vậy 450 đến 500 thì quý vị có thể nghĩ đến việc mua nhà dạng duplex, là nhà 2 căn liền kề, và dạng triplex là 3 căn liền kề, và fourplex còn gọi là quadplex là 4 căn liền kề. Thì ở ngân hàng cho vay, nếu mà quý vị mua nhà mà dưới 4 unit, quý vị có thể đi vay nợ ngân hàng với dạng primary residential, không phải là dạng investment, thì tiền lời nó thấp hơn nha quý vị. Quý vị mua một căn, nhưng mà nó chia làm thêm cái 3 căn liền kề nữa là thành 4 căn, quý vị có thể ở một căn và 3 căn kia cho thuê. Có phải là quý vị đã có rental income hay là không? Một căn ở, các căn còn lại cho thuê. Đó là dạng investment mà những người đầu tư hiện nay họ đang tìm đến những cái xu hướng đó để mà làm ra tiền. Và khi ở đó rồi, mình ở, người khác trả tiền nhà cho mình không cần trả. Và quý vị sau khi ở được 2 năm, quý vị có thể lấy tiền từ những căn nhà đó ra để mà đầu tư vào những căn nhà khác nữa. Có nghĩa là tiếp tục vào cái investment bằng tiền của những người trả rental income cho mình. Quý vị nào có thắc mắc thì xin đừng ngần ngại liên lạc với Lâm Hoàng Phượng ở số 720-927-6789. Một lần nữa, Lâm Hoàng Phượng là full-time realtor làm ở tiểu bang Colorado. Ở đâu cũng được, ở Colorado nha quý vị, trong tiểu bang